shoot cho album cover. Concept của album là về sự song hành giữa nhiều phiên bản của Mỹ Anh. Hai phiên bản là Mỹ Em và Mỹ Anh. Mỹ Em là phiên bản như này, là lúc đầu tiên. Phiên bản mà không ở trên sân khấu, mà ở nhà, everyday, like inner child energy. Mỹ Anh thì là the energy nó ra ngoài, extrovert, nhiều hơn, glam. Chạy đi, đừng dặn chân.